Hello mọi người, tôi là Vinh và hôm nay tôi sẽ tiếp tục trở lại chương trình review giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại Thích Là Một cho mọi người với những sản phẩm đến từ của hãng Crossman. Crossman thì hôm nay mình cũng giới thiệu người một số sản phẩm chất lượng của nó rồi ha. Và đây là một thương hiệu của Đài Loan, sản xuất tại Đài Loan, chất lượng Đài Loan, nói chung là hàng ok và giá thì rất là cạnh tranh. Nói thật với mọi người là sản phẩm của nó thì mình thấy giá rất là phù hợp để chúng ta có thể mua và sử dụng cho các công việc gia đình hoặc là sử dụng thợ luôn à, mà giá rất là rẻ, chất lượng nó thì mình thấy rất là ổn. Đó là lý do tại sao mình bán nó rất là nhiều trong thời gian gần đây, tại vì đó là một cái lựa chọn khác cho những anh em nào chúng ta không có cái điều kiện thì chúng ta mua, hoặc là chúng ta chỉ có nhu cầu tới đó thôi thì chúng ta mua Crossman chúng ta xài à, còn nếu chúng ta có những cái nhu cầu cao cấp hơn, chúng ta có thể mua những sản phẩm của Nhật như là Fuya hay những sản phẩm đại loại như vậy thì có thể chất lượng nó sẽ tốt hơn một chút xíu à, hoặc là tốt hơn nhiều đối với những cái sản phẩm đến từ châu Âu như là của BB Whistone. Sắp tới mình bán sẽ rất là nhiều những sản phẩm cao cấp đến từ Đức như là BB Whistone, Guerra, Knibet hay là Futuro, nhiều lắm. Nói chung hàng thì bao la, vấn đề là thời gian thôi, khi nào mình sẽ nhập về bán thôi, tại vì nó có nhiều vấn đề lắm à, nhập về cũng không có chỗ để, khổ nói đó, cửa hàng hơi bị nhỏ, chuẩn bị chuyển cửa hàng mới thì nó bự hơn, thì lúc đó tha hồ mà để đồ và tha hồ để chúng ta lựa chọn ha. Rồi thì bây giờ mọi người thấy trên bàn này mình có khá là nhiều sản phẩm linh tinh, những sản phẩm nhỏ nhỏ thôi, thì hôm nay mình sẽ dành cái video ngắn ngủi này để có thể giới thiệu người những sản phẩm nhỏ này nhưng mà mình nghĩ ai cũng cần. Rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái con tua vít. Tua vít là một cái vật dụng mà hầu như ai cũng phải cần ha, và đặc biệt đó là những con tua vít ba ke. Tua vít ba ke tức là con vít mà cái đầu mà nó là đầu cong, còn con vít mà SL là con vít đầu trừ, và chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất là dễ dàng. Đây mọi người xem cận cảnh để chúng ta có thể xem chi tiết con vít ba ke và con vít đầu trừ khác nhau chỗ nào ha. Đây là con vít đầu trừ. Con vít đầu trừ của nó thì nó sẽ sử dụng cái tiếng nghe là SL, còn vít ba ke thì nó đầu cộng như thế này ha, rất là đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra nó còn một số cái loại đầu khác như đầu BZ, đầu TZ, đầu T, đầu nọ thì nó những cái dòng không phổ thông rồi. Thì trong cái phần minh họa này mọi người thấy của hãng World Power thì nó có minh họa cho mình cái đầu ba ke thì nó sẽ ký hiệu là chữ BH ha. Đây BH1, BH2, BH3 thì cái BH1, 2, 3 thì nó khác nhau ở kích thước. BH1 là nhỏ nhất và BH2 là cái phổ thông hay dùng nhất, và BH3 là dành cho những cái chi tiết lớn hơn. Còn cái dòng SL là dít trừ thì có SL4, SL5, SL6, ngoài ra có những cái chuẩn SL nhỏ hơn nữa ha. Thì thường là như vậy thôi đó. Thì bây giờ gia đình chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng những cái con vít ba ke. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu mọi người con nhỏ nhất, giá rẻ nhất. Con này nó chỉ là 3.0 x 75, tức nghĩa là nó là dòng BH1, nhỏ hơn BH1 nữa ha. Và cái chiều dài nó là 75. Thì cái này nó có thể mở được con BH1 ở đây ha. BH1 này thường thì cái này được dùng, con vít này được dùng để mở những cái chi tiết máy trong những cái hoặc là những cái chi tiết mà những cái hộp ở trong nó có cái lỗ á, chẳng hạn như là những cái hộp pin hoặc là nói chung cái nào mà chúng ta cần chọt một cái lỗ vô, nó nằm con vít nằm bên sau á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng này là 3.0, rất là nhỏ gọn và chúng ta có thể đưa được vô những cái lỗ đó, nó rất là tiện dụng. Hàng này thì giá rất là rẻ, con này mã số của nó là 46333. Thì mức giá hiện tại mình đang dán trên đây là 23.000, còn trên web mình thì bao nhiêu thì thật sự mình cũng không có nhớ rõ lắm, thì mọi người có thể xem trên web ha. Mã số là 46-333. Rồi đó là dòng phổ thông, đây là cái dòng rẻ nhất à. Rồi nếu mà chúng ta muốn nó cao cấp hơn chút xíu thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái con tua vít này. Thì cái con này nó sẽ khác cái con này ở chỗ là cái này là cái tay cầm của nó là cao su mềm, còn này là cao nhựa cứng ha. Thì cao su mềm thì nó sẽ mắc tiền hơn và nó có cái lỗ, cái lỗ trên này để khi mà mình vặn những cái gì cứng quá mình có thể chọt cái cây vít ngang để mình tăng cái lực lên mình vặn. Thứ hai nó là cái phần ở trên đầu này nó được gia cố thêm để nó chống trượt. Thì cái con này là con sử dụng cho BH1 nè, mình đưa vô nó vừa hít luôn ha. BH2 chúng ta cũng vẫn vặn được nhưng mà nó sẽ không có, khi mà chúng ta chịu tải nặng thì nó sẽ không có phù hợp, nó sẽ trượt, mọi người thấy không, nó trượt ha. Thì chúng ta lựa chọn tua vít làm sao cho nó phù hợp cho việc sử dụng của mình. Thì con này mã số nó là 46-865.
46/865 thì giá hiện tại của nó là 28.000. 28.000. Tất cả những sản phẩm này có trên web ha, mọi người có thể mua. Rồi. Thì đây là hai cái dòng nhỏ dành cho những anh em sửa chữa điện tử vân vân. Thì nếu mà chúng ta cần một cái dòng cao cấp hơn để chúng ta làm những cái chi tiết nặng hơn thì đây mình sẽ giới thiệu cho người. Đây là dòng cao cấp nhất của Crossman. Đó là những con tua vít được gia cố cái đầu cứng hơn và thêm diamond, thêm kim cương. Kim cương nó sai nhuyễn mịn xong nó đưa vô cái đầu này để chi? Để chống trượt. Đây là một cái thiết kế mà mình thấy hầu như không có cái hãng nào nó có hết ha. Thì mọi người biết thì cái con vít của mình khi mình vặn á nó sẽ có nguy cơ bị trượt ra ha. Riêng cái này nó do cái cao cái 500 ở cái kim cương bên trong nó sẽ tăng cái độ nhám lên khi mình đút vô mình vặn á, nó sẽ rất là cứng, nó không có bị trượt ra ha. Mọi người thấy ở đây nè, mình vặn rất là cứng luôn. Cái miếng này thì nó không có thể hiện hết được, nhưng mà mình cái cảm giác khi mình đưa vô á, mình vặn á, mình chỉ cần đưa dặn nhẹ thôi là nó hít rồi, nó không bị trượt ra. Tại vì cái đầu này rất là nhám và rất là cứng. Thì đó là một cái công nghệ mình thấy rất là hay của hãng Crossman. Cái phần cán của nó thì được thiết kế với tay cầm rất là chắc tay và vừa vặn. Và mọi người thấy phần này nó được gia cố thêm nữa nè. Nhìn rất là cứng cáp, cực kỳ cứng cáp luôn ha. Cái nào cũng như cái nào hết. Thì ở đây nó có 3 size. Thì hai cái này là BH2, khác nhau chiều dài. Một cái là dài 75, một cái dài 100. Còn cái này á, là dòng BH3 thì nó sẽ dài từ là nó là 6 x 100 nè, cái này 5 thôi chứ cái này mới BH2 chính xác nè, cái này mới là BH2 ha. Có thể là trên đây người ta ghi sai đó. Thì cái này mở BH23 là đẹp luôn ha. Mọi người thấy ngon lành ha. Thì giá của này thì mọi người có thể xem bên phần bên dưới bên bình luận, chúng ta có cái phần bình luận để chúng ta có thể mua, có đường link chi tiết ha. Chất lượng nhìn rất là đã, giá thì rất là tốt nha, rất là tốt. À, chúng ta không có nhu cầu cao, chúng ta mua hàng Crossman xài là quá dư rồi ha. À, rồi thì đó là dòng cao cấp. Ngoài ra thì có nó có thêm một cái dòng nữa, thì cái cán của nó sẽ bằng cao su ha. À, cái dòng này thì cái dòng này là nó một series nè đó. Thì mọi người thấy cái tất cả những dòng này đều có tự tính nha, nè mọi người thấy nha. À, nó có tự tính hết. Thì mọi người muốn tăng cái lực tự tính đó thì mình có thể giới thiệu mọi người thêm, đó là cái bộ công cụ này, bộ tăng tự tính hoặc là khử từ của hãng Tone là tông của Nhật Bản ha. À, thì cái này sử dụng thì cũng rất là đơn giản, nếu mà cái đầu vít mình nó yếu quá, nó không có từ thì mình có thể chọt vô, chỉ cần chọt thẳng qua như thế này thì nó sẽ có từ, nó tăng lực từ đó. Mọi người thấy nó hít mạnh không, mạnh hít yếu. Còn mình muốn nó mất từ thì mình cũng học thẳng qua cái phần trừ bên đây ha. À, và nó mất từ, mọi người thấy nó mất từ nè, nè hết hết rồi ha. À, trên đây cái cây này cũng hết nè, cũng hết nhẹ nè. Đây, làm lại nha. Đó. Sao vẫn hết vậy? Kỳ vậy. Nó có chiều, coi. Đó. À, còn bây giờ mình đưa đây nè. À, nó hết mạnh hẳn luôn, tức là nó không phải khử hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn khử được ha. Nó sẽ giảm đi cái lực tự tính. Thì cái đầu này sẽ cũng được gia cố rất là cứng cáp và cao su. Thì nó cũng được, ở trên đầu này nó cũng được gia cố thêm để khi mình vặn nó sẽ không bị trượt ra à. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì cái này nó sẽ không ngon bằng cái việc cái đầu mà có kim cương này. Kim cương này vặn rất là cứng, không có bị, không có cảm giác bị trượt chút nào luôn. Còn cái này thì nó chỉ gia cố thêm chứ nó không có kim cương nhé à. Nên mà giá của con này hình như nó rẻ hơn chút xíu so với cái con màu xanh này. Rồi, đó là dòng BH. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng BH thì chúng ta dùng SL. Thì SL thì đầu tiên á, là cái con nhỏ xíu này. Thì cái con này là hàng rẻ nhất nè, 46/324. Thì cái này sẽ giống tương tự như cái màu xanh này, nó cũng là cái dạng vàng nhỏ, nhỏ gọn mini và giá rẻ. Thì cái này sử dụng cho những cái con vít nhỏ, trong những cái táp lô điện hay là những cái gì đại loại trong điện tử thì chúng ta sẽ sử dụng những cái con vít nhỏ như thế này. À, chúng ta vặn thì khi mà con vít nhỏ thì đương nhiên cái lực ship nó cũng không cần cao à, nên là cả này thì chúng ta xài ok rồi. Mọi người khi mua vít thì sợ nhất là cái đầu nó bị tòe à, hàng dởm thì nó dễ tòe lắm, còn hàng xịn thì nó sẽ khó tòe. Cái đầu này à, đầu này là đầu 46/833 và cái đầu này là 46/835. Thì hai này là anh em khác nhau ở chỗ là kích thước à, thì cái đầu này nó sẽ tương tự như cái đầu của thằng này
Nó cùng một cái series. Cái cán cũng là bằng cao su và cái thân của nó thì phía trên này nó cũng được gia cố thêm để tăng thêm độ cứng. Thì cái đầu này là 3 x 3.0 nhân cho 3.0 nhân cho 75 mm, đó là cái dòng này. Còn này là 4.0 nhân cho 100 mm. Tùy chúng ta sử dụng thì cái này nó sẽ sử dụng cho những con vít SL4 thì nó vừa nè. 4.0 là SL4 đó, còn 3.0 là SL3, còn 5.5 là SL5. Đây là hai cái vít bự hơn cũng cùng cái series đó. Thì mọi người thấy nó cũng được gia cố rất là cứng cáp ở trên này. Đây là một cái chi tiết mình thấy rất là thích mà hầu như là đa số những cái dòng vít khác mình không thấy. Nó làm rất là cứng cáp chuẩn châu Âu. Cái này thì là con 6.0. Thì chúng ta sẽ mở những cái vít như thế này. Đó. Những vít máy nha. Những vít này nó không phải là vít đóng nha. Coi. Cái này nó làm cứng hơn so với cái này nhưng mình không biết là có đóng được hay không, mình sẽ coi lại trên catalog để xác minh. Còn cái đầu này để mình vặn lực như thế này. Mọi người hiểu rõ được cái thiết kế của nó để mình sử dụng cho nó hiệu quả. Cái đầu này thì dài, cái đầu dài thì vặn đưa những cái góc sâu, còn cái đầu ngắn thì chúng ta làm những cái ngắn hơn. Thì cái thân này nó mập nên là khi mình vặn nó rất là vừa vặn và cái độ nhám tay rất nói chung là mát tay, thoải mái. Thiết kế là nè, những cái chi tiết thiết kế này là nó dùng để chúng ta vặn như thế này đó, nó sẽ ok hơn. Rồi, nhưng mà nếu muốn chất lượng hơn thì chúng ta hãy đầu tư cây màu đỏ này, thì cái đầu của nó được gia cố thêm diamond đó, dòng diamond nó là kim cương. Thì mọi người thấy nó phủ một cái lớp kim cương, mình thấy rõ ràng một sự khác biệt giữa hai màu á. Thì cái phần trên đó là kim cương, thì cái phần kim cương đó khi mình đưa vô nó sẽ không bị trượt, rõ ràng là không bị trượt luôn á. Mình cố tình để ở cái phía mép, những cái phía mép ngoài như thế này mình vặn nè, chút xíu này thôi nó vẫn không bị trượt nè. Đó, này là con ốc nó trượt chứ không phải là nó trượt, tại vì mình để phía bên đây thì nó không trượt nè, nhưng mình để phía bên đây thì nó trượt tại vì con ốc này nó bị lờn rồi đó. Rất là ngon ha. Đó, con này là không trượt nè, để cho mọi người mình chỉ ăn có nửa mép con ốc thôi. Đó, cái sự khác biệt ở đó là lý do thiết kế của nó là nó vậy đó. Thì cái mã của nó là 47914 và 47912. Thì hàng này mình không biết là mình có nhập chưa, mình không nhớ nữa. Nên mà chúng ta cứ coi trên website, nếu không có thì mình sẽ cố gắng nhập trong ngày hôm nay để chúng ta có thể đặt hàng, mua hàng cách dễ dàng. Rồi, mình giới thiệu lại thì chúng ta có thể mua thêm cái đầu này để chúng ta tăng cái lực hít nếu mà chúng ta cần. Trong trường hợp mà chúng ta vặn trên cao hoặc là chúng ta vặn ở những cái nơi mà hai leo trèo thì chúng ta có thể tăng thêm được tự tính để chúng ta giữ con vít của mình làm sao cho nó không bị rớt, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Rồi, ok, đó là những cái con ý tu vít ngắn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho người thêm những cái con tu vít dài đó. Ok, cái giá trên web, cái mã này là cái mã nó là cái đó là của cái series mã này nhỏ này, còn cái cây dài này, cái cây kim cương này thì hình như là chưa có nhập vô. Rồi, đây là những cái cây dài. Những cái cây này mọi người thấy vậy chứ nó lợi hại vô cùng luôn. Tại vì trong một số trường hợp chúng ta sẽ vặn những cái hốc, những cái góc mà nó cực kỳ sâu mà những cái con vít bình thường này không có đưa vô được. Chẳng hạn như mà mở cái con vít của cái máy cưa lọng của Boss á, hoặc là của DCA, nó cũng có một cái con á, không có con tu vít này không mở được, không mở được lưỡi, không siết được lưỡi. Thì cái con tu vít này nó rất là dài, chẳng hạn như cây này là nó dài tới 300 mm. Mình có cây dài hơn như vậy nữa ha. Dài càng dài thì chúng ta sẽ vặn được càng sâu đó, thì chúng ta có thể đưa ra những cái góc xa như thế này chúng ta vặn. Và cái đầu của nó cũng là đầu tốt, chất lượng thép này làm gia công rất là ok chứ không phải là dạng bình thường nha. Mình nhìn cái chất lượng, mọi người sẽ xem gần thì mọi người thấy được cái chất lượng của cái đầu này, nó làm rất là đẹp nha, đẹp và cứng. Đây ha, và đây là cái cán của nó. Cán thì nhìn hơi thô thô, nhìn mắc cười ha, nhưng mà cái chất lượng của cái phần thép bên trên đầu này là ok, có khắc Craftsman luôn nè. Cây này là cây BH nha. Còn hai cây này là cây SL. Thì mã số của nó là 46-313, 46-318 hoặc là 46-338. Nói chung mã số nó nhiều quá ha. Thì chúng ta cứ đánh tu vít Craftsman lên thì chúng ta có thể tìm ra
46-313 đó. Thì giá sản phẩm tham khảo như chẳng hạn như cây dài nhất này giá mình bán là 39.000, cây này mình xé giá lại cây này 34.000. Nói chung giá lúc này rút dán thôi, còn trên web thì có thể giá tốt hơn đó, tại vì cái giá này giá ban đầu ha, còn giá bây giờ thì có thể tốt hơn. Rồi, đó là những cái con thu vít chúng ta sử dụng gia đình, hoặc là chúng ta sử dụng xưởng, hoặc là những anh em sản xuất. Nói chung là mình thấy Craftsman cái chất lượng của nó có thể sử dụng được khá là đa dạng, chứ không giới hạn cho việc là DIY không, vì chất lượng nó khá là tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái lĩnh vực sửa chữa xe, sửa chữa này nọ. Ok, khoan khoan, mình còn hai cái này hay lắm, mình sẽ giới thiệu luôn trong cái tu vít. Nếu mà chúng ta không thích mua những cái tu vít rời thì chúng ta có thể mua một cái combo như thế này. Một cái bộ đủ món để chúng ta xài luôn. Ở đây chúng ta có hai loại, một cái loại là 46-700 và 46-605. Mình sẽ giới thiệu cái bộ 46-700 trước và mình cùng so sánh luôn là hai cái này khác nhau chỗ nào để chúng ta mua. Thì trên thị trường mọi người thấy có một số hãng nó cũng bán những cái bộ mà tu vít đủ món và đây mình thấy thêm mọi người có lựa chọn mới đây ok, thì đây là hai bộ của chúng ta. Bây giờ mọi người sẽ xem gần thì chúng ta thấy coi cái sự khác biệt giữa hai cái này đó là cái gì. Đây là hai bộ của chúng ta, cái đây là bộ 605 và cái đây là bộ 700. Thì cái bộ 700 và cái bộ 605 gần như là giống nhau về cơ chế, tức là vít tự động vặn hai chiều. Chúng ta chỉnh cái chiều ở đây thì chúng ta thay vặn. Này siết vô nè, còn này mở ra thì mình sẽ chỉnh cái này lại. Thì khi cái vít tự động thì nó sẽ có một cái là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian chúng ta vặn, thay vì mỗi lần chúng ta vặn chúng ta phải xoay cái cổ tay của mình. Còn này chúng ta sẽ nó sẽ vặn liên tục tự động, rất là nhanh, rất là gọn. Đầu này thì chúng ta sẽ thay được, mọi người thấy ở đây thì mình có thể xoay cái đầu này để mình thay và một đầu cộng, một đầu trừ, đầu bờ BH bắt hai, một đầu SL6. Rồi cái điều quan trọng là ở đây trong này nó có rất là nhiều đồ nghề để chúng ta sử dụng. Một nồi luôn nè. Ghê không? Đó là tất cả những cái đồ nghề chúng ta có thấy trong một cái bộ như thế này. Nó tặng cho mình tới 7 cái đầu và 7 cái đầu này là 7 đầu chất lượng. Chúng ta nhìn gần chúng ta sẽ thấy cái chất lượng của nó. Cái màu này nè, cái màu vít nè. Nhìn rất là cứng cáp. Chứ không phải là cái màu trắng á, là cái màu trắng mà cái này trắng bóng khác này nha. Còn có dạng mà có một cái loại màu trắng trắng mà hơi xám xám, mà cái kiểu mọi người nhìn vô là mọi người biết là vật liệu mềm đó. Đó những cái bộ tu vít mà 45.000 đóng món á thì những cái bộ đó thì chất lượng rất là kém ha. Còn những cái tu vít này thì xài ok ha, xài được lắm á. Thì cái này nó có đủ size cho mình xài luôn nè, đầu BH, đầu BZ, đầu lục giác, đầu bông sao, đủ món hết ha. Thì chúng ta có thể mua chúng ta xài. Thì ở đây nhà sản xuất nó cũng có ghi cho mình luôn nè, chẳng hạn như là nó có sẽ có nó là 13:1. Đầu Philips, nó đầu BH thì nó sẽ có BH0. Đây, mình lấy cho mọi người xem. Đầu BH0, đầu BH1, BH2, BH3. Đây, 1, 2, 3. Đó, 0, 1, 2, 3 đây. Rồi, và một cái đầu Philips BH2 Diamond Tip là đầu có... lộn rồi, cái này của ông này, xin lỗi. Bên đây thì nó sẽ có đầu BH1, BH2, BH1, BH2 đây ha, BH1 và BH2. Rồi đầu SL1, SL5, SL6 đây, hai cái này là có luôn nè. Đầu T15 tức là đầu đầu bông sao á, T15, T25, T30 đấy, bốn cái chữ T bông sao là ở đây là đầu bông sao. Đầu bông sao này không có lỗ nha. Rồi đầu BZ thì có BZ là đầu gì? BZ là đầu này nè, tức là nó giống cái đầu BH, nhưng mà cái đầu cái phía trên này, ở giữa này nó sẽ có thêm một cái khe, một cái khía đưa vô. Đó là đầu BZ. Thì cái đầu BZ thì có hai đầu BZ, BZ1 với BZ2. Còn cái đầu hex tức là cái đầu rục giác thì nó có bốn đầu rục giác là 2.5, 3.0, 4.0 và 5.0, và một cái bit, một cái cây cầm như thế này.
Đó thì đó là cái bộ 46700. Đó thì cái bộ này sẽ thích hợp cho cái công việc sửa chữa gia đình hoặc là đi công trình. Tại vì khi mà chúng ta đi sửa chữa, khi mà chúng ta cần một cái bộ mà đa năng thì chúng ta có thể lựa chọn cái bộ này. Đó là một cái lựa chọn khá là phù hợp mà giá của nó mọi người có thể tham khảo trên website để chúng ta mua ha. Đó, mình xài như thế này thôi, mình gắn lại nè, rất là gọn gàng. À, rất là gọn gàng luôn. Không có phải lỉnh ca lỉnh kỉnh nhiều thứ món. Và đương nhiên khi mình sử dụng những cái bộ vít này, chúng ta không dùng để tải nặng mà chúng ta dùng cho những cái công việc cần sự linh hoạt, cần sự đa năng. Tại vì khi mà tải nặng á, bản chất của nó đa năng thì nó sẽ không có làm nặng được. Cái gì mà nó làm nặng thì nó phải chuyên biệt. À, nên là mọi người đừng có kỳ vọng ở cái việc là nó sẽ dùng được những cái việc mà mở những vít cực kỳ cứng. À, nó không không làm được những cái chuyện như vậy nha. Chúng ta làm như vậy rất là dễ hư, tại vì đây là cái cấu rời. À, nó hàng tự động mà. Nên là chúng ta xài như vậy nó rất là dễ hư cái vật liệu, cái công cụ của mình. Rồi. Còn đây là cái bộ DZ bộ 47 46 605. Cái bộ này thì nó sẽ khác cái bộ trên kia ở chỗ nào? Đây, đầu tiên. Vì cái cơ chế của nó thì nó sẽ sử dụng những cái đầu nhỏ như thế này. Cái cây này mình có thể thay đổi được cái chiều dài của nó. À, đây, mình dẫn cái con này thì mình có thể di chuyển được nè, đó, kẹt qua lên. Đó, để mình có thể tùy chỉnh cái độ độ dài. Cái này nó cũng tự động luôn, tự động hai chiều, mình dẫn qua. Đó, ha. Bên trong này thì nó sẽ chứa những cái linh ta linh tinh trong đây. Ở đây nó chứa khá là nhiều đầu hơn cái kia. Nhưng mà đây nó xài đầu ngắn nha. Thì đây nó sẽ xóa cho mình là cái đầu BH1, BH0, BH1, BH2, BH3. Rồi một cái đầu Philips BH2 Diamond là đầu có kim cương như hồi nãy giờ mình review mọi người đó, là cái đầu này nè. Còn những cái đầu trong đây thì không có kim cương. Thì nó có thêm cái đầu SL3, SL4, SL5, SL6 và đầu BZ 0, BZ1, BZ2, BZ3. Đó là tất cả những sản phẩm cái đầu có trong cái này. Đó. Thì cái bộ này thì nhìn có vẻ nó sang trọng hơn, tại vì nó thiết kế là để mình thấy được bên trong. Đó. Đó. Đây xài thì người ta đóng này. Thì sự khác biệt giữa hai bộ này đó, mình giới thiệu cho mọi người đó. Cái này thì mình nghĩ nó sẽ tải nhẹ hơn cái bên đây. Trên đây thì sẽ tải nặng hơn, tại vì cái cấu tạo của nó, cái thân nè. À, cái thân này nó được gia cố bằng kim loại, chỗ này là nhựa. À, đó là sự khác biệt đầu tiên. Thứ hai á, là cái đầu này, những thiết kế mà dạng dài thế này thì nó sẽ chịu tải lớn hơn. Khuyết điểm của nó là sao không khu vô khu ra khu vô được, chỉ xài duy nhất một kích thước. Còn bên đây thì nó sẽ xài được nhiều kích thước đa dạng hơn. Thì bên đây là dạng đa năng hơn ha. Dạng đa năng, còn bên đây là dạng nó sẽ chuyên dụng hơn chút xíu, là cũng đa năng nhưng mà chuyên dụng hơn. À, sẽ mở được ít loại đầu hơn, đây sẽ mở được nhiều loại đầu hơn. À, bên này thì cầm nhẹ tay hơn, bên này cầm rất là nặng. À, thì đó là tất cả những cái sự khác biệt và giá của hai sản phẩm này thì chúng ta hãy xem tham khảo trên website và trên màn hình. À, chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Một là 46 gạch 700. Cái con này 46605 thì giá của nó là 242.000, còn 46700 thì giá của nó là bao nhiêu? 276.000. À, mọi người thấy cái này nó mắc tiền hơn, đó là lý do tại sao nó mắc tiền hơn, mình đã phân tích cho chúng ta xem. Ok. Đó. Đó là tất cả những cái sản phẩm về tua vít. À, bây giờ mình sẽ qua cái khác ha. À, sẽ qua cái khác. Đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người đến những sản phẩm về sửa chữa. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho người một cái cần mở buji. Mở buji xe đó. 494560. Thì cái này nó sẽ mở được con buji 21. Buji 21 là dành cho những cái xe hơi á. Cái cần mở buji thì mọi người thấy nó sẽ giống y chang cái cần T, nhưng nó sẽ khác ở chỗ là nói chung nó thiết kế rất là chuyên biệt, tại vì bên trong của nó cái buji mình có cái phần lồi lên đó, thì khi con cái con ốc mà nó chụp vô nó phải dài và nó phải chụp được cái buji đó, và nó phải chụp được cái phần phía sau của con buji đó, là cái phần mà lục giác đó, để nó vặn ra. Và cái cần này là cần lắc léo, là chúng ta có thể xoay qua đi lại các chiều để chúng ta thể đưa những cái hướng khác nhau, tại vì con buji cái thường nó sẽ nằm trong những vị trí rất là khó mở, chứ không phải là nút thẳng cái vô là mở ra được. Nên là người ta sẽ thiết kế như thế này để chúng ta thể vặn được dễ dàng hơn. À, và đây là cái đầu chuyên cho mở con buji xe hơi, buji 21 á. Ngoài ra mình cũng có cái đầu 16 là chuyên cho mở xe máy. Mọi người cũng có thể mua tại Hích là một luôn, đầy đủ luôn. Và giá sản phẩm này thì cũng khá là tốt. Có 94560 này thì mọi người có thể xem tham khảo mức giá hiện tại nó là bao nhiêu ta. À, 96560. Có không? Có giá không? Chưa có hả? Rồi chưa có thì mình sẽ nhập sau ha.
Rồi mọi người yên tâm, mọi người cứ đánh cái mã đó cũng trên mạng 96560, 96560. Rồi đó là cái mã bougie, một sản phẩm rất là chuyên dụng cho những anh em sửa xe. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đang cần những cái cần 96560 đó là giá 239.000. 94560, xin lỗi mọi người. Loạn rồi, nhiều quá. Giá là 239.000. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người một cái sản phẩm khủng, đó là một cái cần chữ L đầu 3/4 cho những anh em nào cần một cái cần khỏe để chúng ta mở những cái xe máy, mở này đó, xe tải, cái xe máy gì nữa. Thì cái cần chữ L này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ có thể mở được nhiều thứ lắm. Đó, thì chúng ta mua thêm cái đầu khẩu 3/4 về chúng ta mở nha. Rồi. Đó. Nói chung là hàng to, hàng bự để chúng ta mở đi, hàng nặng. Cái này thì nó không có mã đây nên mình không đọc được. Đây là cái cần là lắc léo. Lắc léo tức là cái này có thể xoay được cũng 3/4 luôn, rất là bự. Cái này thì những anh em mà sửa xe mà hơi thì hôm nay rất là thích, tại vì cái lực nó mạnh, rồi nó bự và giá rẻ nữa, thật sự rất là rẻ. Những cái này thì xài mình nghĩ rất khó hư, trừ khi mà chúng ta xài nặng lắm á nó mới hư nổi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng nhỏ hơn thì chúng ta sử dụng cái đầu 1/2 này. Đây là cần 1/2, cần này thì nó dài tầm khoảng 30, nó cũng là cần lắc léo luôn đó. Chúng ta hãy dặn qua các chiều đó. Đây là cần nhỏ hơn, ngắn hơn, cũng là 1/2 luôn nhưng mà nó ngắn hơn. Ngoài ra mình có cần 3/8 và cần 1/4 nữa. Nói chung đủ size, đủ kiểu hết để chúng ta có thể mua dễ dàng. Rồi, lưu ý mọi người khi mua hàng, mọi người vui lòng đặt hàng trên website, còn đặt hàng trên qua điện thoại hay là điện thoại hay tin nhắn Facebook hay là những cái Zalo đó, nó sẽ rất là lâu mình phục vụ rất là khó, là vì cái việc kiểm soát nó không có dễ dàng, chắc là hay bị lộn, bị nhầm lẫn và bị sót đơn. Nên anh em nào muốn đặt hàng thì lưu ý là đặt lên trên website dùm, mất một chút thời gian nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn tại vì số lượng một ngày mình cả trăm đơn hàng lận, mình rất là dễ bị sót đơn nên anh em thông cảm. Rồi còn nếu mà đặt hàng rồi mà không thấy giao gì đó thì vui lòng gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của mình 0236 710 9797, 0236 710 9797 để được hỗ trợ ha. Còn mình chỉ nhiệm vụ là quản lý và review. Mọi người hỏi những vấn đề sao chưa giao hàng chưa gì đó mình không biết đâu. Mình không có kiểm soát được những chuyện đó. Rất là nhiều chuyện để làm. Công ty mình tới 20 người lận, nên mọi người phân công hết rồi, ai làm việc đó hết rồi, chứ không phải có một mình. Nên mọi người có nhắn tin trên Facebook anh Vinh ơi, anh Vinh à, thì mình không phải mình trả lời đâu, tại vì mình không có trực trên Facebook. Mình chỉ review và mình quản lý thôi. Rồi. Đây là cái cần mở tự động 1/2 của Crossman. Cái này thì mình đang bán của một cái hãng của Nhật, của Tom, giá tới 1 triệu mấy rồi, rất là mắc. Chất lượng của nó thì khỏi chê rồi, cầm vô thôi đã sướng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang có nhu cầu hấp hơn thì chúng ta có thể mua cầu Crossman này, hàng của Đài Loan. Thì căn này mã số đó là 97-935, 97-935 thì giá đang bán là 214.000. Ủa? Sao đây nó ghi 214 ta? 97-935 đúng không? Có lộn không? Thì cái này nó sẽ có hai chiều ha. Chúng ta gặp cái này ở đây thì chúng ta sẽ thay đổi được cái chiều bạn. Cái này là cần gọi là cần tự động. Tức là khi mình đây mình sẽ cho mọi người xem, đây là những cái đầu khẩu 1/2. Đầu này là đầu đầu cao cấp dùng cho máy. Mọi người thấy cái đầu dùng cho máy nó sẽ có màu đen như thế này. Còn cái đầu dùng mà cho vặn tay á thì chúng ta sẽ xài cái đầu trắng này. Đó là khi chúng ta mua đồ chúng ta phải để ý. Chúng ta lấy cái đầu trắng này chúng ta về chúng ta vặn nó bị gãy á, chúng ta đổ thừa đồ dởm nó là sai. Chúng ta phải mua cho đúng. Lấy cái này mà gặn vậy gãy luôn á thì mọi người có thể bắt đền được, còn lấy đầu trắng mà gặn gãy thì người ta không đền cho mình được đâu. Rồi thì cái đầu tự động á, tức là khi mà chúng ta gắn vô đó, chúng ta bóp cái này nó tự rớt ra. Cái đầu này thì mình sẽ không có thể hiện được, tại vì cái đầu này á là nó dành cho máy thì nó sẽ có cái bi, có cái cần gạt ngang. Còn cái đầu này thì nó sẽ dùng cái cơ chế bi. Cơ chế bi thì khi mình đút vô á, mình bóp ra thì cái bi nó sẽ thụt vô. Ở đây có cái bi nè, cho người xem gần lại em. Đây mọi người thấy cái viên bi không? Viên bi này nó sẽ thụt ra thụt vô. Mình đẩy xuống thì nó sẽ hụt vô, còn mình buông ra thì nó đẩy lên. Thì khi mình đút vô cái đầu tiếp của mình á, mình đè vô này thì cái viên bi này nó sẽ thụt vô, nó sẽ gài lại. Đối với những đầu tiếp màu trắng á thì nó sẽ như vậy. Còn đối với một tiếp màu đen này thì khi mà mình gắn vô thì nó sẽ có cái cần gạt ngang, nó rất là cứng, tại vì khi mình bắn cái lực nó rất là mạnh, tới khoảng 200 có khi 900 1000 newton nhân mét thì không thể sử dụng như vậy được. Thì mọi người thấy cái đầu mà đen này là nó sẽ xài với những cái máy
dạng này. Đây là máy bắn bù lông hơi của Rossmann. Con này thì mình hôm nay mình bắt cho mọi người xem. Đây, nhìn đẹp ghê không? Rất là dễ thương, nhỏ gọn. Đây là những cái mẫu mới nhất hiện tại. Nó nén lại rất là nhỏ luôn, cầm vô thì thấy sướng rồi. Đó, rất là nhỏ như thế này. Thì cái đầu đen này nè, nó sẽ sử dụng cho những cái máy này. Thì khi chúng ta gắn vô nó sẽ dính cứng hơn. Ở trên này nó có một cái khuyết, cái vòng. Đây, mọi người xem gần hơn, chúng ta sẽ thấy. Thì chỗ này, ở trên đầu này nó có một cái vòng ha. Một cái vòng nó gắn này nè. Thì khi mình gắn cái đầu vít này, cái đầu khẩu luôn á, cái vòng đó nó sẽ bám chặt vô. Nên là khi mình dặn, mình đưa vô thấy cảm giác nó rất là cứng. Và mình lấy ra nó cũng cứng nữa. Tại vì bản chất của cái máy mà mà nếu mình làm mà không cứng, mình bắn nó văng ra hết sao. Đây, cứng quá. Chúng ta không thuộc về nhau. Cái này. Đây. Đó. Thì cái này nó sẽ gắn cho những cái đầu, những cái máy này. Con này là hai búa, mã nó là 71810. 71-810. Mọi người thấy đẹp quá trời không? Professional ha. Đây là đảo chiều. Chỉnh lực. Cái này vừa đảo chiều vừa chỉnh lực nha, tức nghĩa là mọi người thấy cái nước nó tăng dần. Left forward và reward nè. Forward tức là bắn vô, reward là mình bắn ngược lại. Thì giá hiện tại của nó là 1.647.000. 1.647.000 cho cái cây súng này. Đó. Của Crossman. Rất là đẹp luôn. Rồi. Thì sẵn thì mình sẽ giới thiệu mọi người luôn những cái đầu tiếp này. Đây là đầu tiếp 14, giá 54.000 nha, của Crossman. Mã số của nó là 74314. Ngoài ra mình cũng có đầu 13, đầu 17, đầu 2, 19 và đầu 21. Đây. Đủ size luôn. Chẳng hạn đầu 21 là 74321, giá là 62.000. 74321. Đầu 19 74319. Nói chung mọi người thấy 743 là cái đầu tiếp đen này. Còn cái số tiếp theo sẽ là cái thước 19, 21, 13, 17. Đó là kích thước. Thì cái đầu 74314 này là đầu 14, giá 54.000 nè. Đầu 19 á, đầu 14, đầu 19, đầu 17 là giá 62 nè, đầu 19 giá 62 luôn. Đầu 13 giá 54 luôn. Đầu 21 giá 62. Nói chung là từ 19, 17, 18, 19 thì giá là 62, còn 13, 14 thì giá 54. Dễ nhớ. Quy luật của nó là vậy. Rồi, thì đó là hàng chất lượng của hãng Crossman. Chúng ta có thể mua và sử dụng yên tâm. Còn nếu mà bắn mà gãy luôn á thì bắt đền đó. Rồi. Tiếp theo là những cái đầu khẩu nhỏ. Đầu này gọi là người có thể là đầu khẩu, đầu tiếp hoặc đầu khẩu. Thì cái đầu này đầu một phần, chỉ là đầu 1/4 thôi, tức là đầu 6.35 á. Thì cái này mình sẽ mua về cho những anh em nào đang có những cái đầu, những cái cần nhỏ như thế này, hoặc là những cái cần này mà dạng 1/4 á, chúng ta mua chúng ta sử dụng thì nó rất là tiện. Và đây, cái điều khác biệt ở đây mình mua, tại sao là mình mua cái này về mình bán người đó, là cái đầu dài. Cái đầu dài này thì hơi khó tìm, còn cái loại dầu ngắn thì rất là nhiều người bán ha. Còn đầu dài thì nó hơi khó tìm. Thì giá của cái này cũng khá là rẻ. Cái này là như là nguyên một cái bộ này luôn thì cũng bao nhiêu tiền ta. Để coi cái mã nó. Mã nó là 96115 116. Vậy như đầu này đầu 13. Đầu 13 mà 96116 hơi trất quốc ha. Đầu 13 nè. Đầu này đầu đầu 7 nè. Đầu 13, đầu 7, đầu 10. Đó, ở trong đây còn một nồi nữa. Ở đây đầu lớn nè. Cái đầu này đầu 1/2 nè. Đó, cái đầu này sẽ sử dụng cho cái cần này. Đây mọi người sẽ thấy nè, cái cơ chế của cái nút này ha. Ở trong đây nó sẽ có cái khớp. Chúng ta nhìn gần gần ha. Ở trong đây á, mọi người sẽ thấy nó sẽ có một cái khớp. Mọi người thấy rõ cái thớt không? Đây nè. Đây nè, chỗ này nè. Đó, nó có cái khớp, cái lỗ này nè. Đó, ngay chỗ con vít mình chỉ đó. Cái màu trắng trắng á, sáng sáng hơn đó. Đó là cái khớp. Thì khi mà con cái này mình gắn vô á, thì cái viên bi này nó sẽ lọt vô cái khớp đó. Nè, nó không rớt ra ha. Và mình dặn thoải mái. Và khi mà mình muốn mở ra, mình chỉ cần bóp cái này, nó tự rớt ra.
đó là cái đó là quick quick gọi là người ta gọi là mở nhanh đó. Đó. À, thì cái đầu khẩu này là đầu 1/2 độ dài của 21, giá chỉ có 39.000 thôi, màu trắng. Thì cái đầu này chuyên dùng để chúng ta vặn tay, còn cái đầu màu đen là chuyên dùng để vặn máy. Chúng ta lấy cái này vặn máy thì nó sẽ không có đảm bảo được về cái chất lượng của độ bền nha mọi người, xài chúng ta lưu ý. À, mã số của cái này là 96429. Những em nào sửa xe máy, sửa này sửa nọ thì có thể mua những sản phẩm này sử dụng, mình thấy cái chất lượng nó cũng ok, cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của mình và giá nó cũng khá là vừa phải để chúng ta có thể mua và sử dụng ha. Đây mình có một hộp luôn đó, mọi người mua sử dụng thoải mái luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm không liên quan gì hết giống nãy giờ, đó là một cái kim bấm, cái kim bấm của Crossman. Cái cây này kim bấm là bấm đinh u mà bấm tay, thì cái bộ này thì nó sẽ sử dụng cho những anh em nào mà sử dụng bấm cạc tông hoặc là bóng nẹp da rồi đó, thì chúng ta hay sử dụng cái này. Thì chất lượng nó cũng tốt, lực bắn cũng vừa và nó có thể chỉnh được độ sâu, khá là hay. Và chúng ta dùng để có thể bắn những cái bắn vô gỗ như thế này, chẳng hạn như chúng ta có một cây đinh ở đây thì chúng ta xài, chúng ta chỉ cần mở lên như thế này thôi. Đó, mọi người vặn đưa vô như thế này đó. Cái mã của cái này là 94802. Cái này thì giá khá là tốt để chúng ta thể sử dụng, giá chỉ có 145.000 thôi. Đây, chúng ta mọi người bắn như thế này, chúng ta đè xuống thì chúng ta sẽ bắn được cái cây đinh ghim u, nó bắn vô gỗ như thế này, những cái chi tiết mềm mềm như thế này chúng ta bắn rất là ok. Đè vô bắn thôi và mình sẽ chỉnh được cái lực ở trên đây bạn. Lực này lực chỉnh, thật ra chỉnh đây chỉnh lực lò xo thôi chứ không có gì phức tạp. Thì nếu mà chúng ta không có nhu cầu nhiều chúng ta sử dụng này, thì hôm nay đạt chuẩn GS ha. Mọi người xem đây, chuẩn GS đây nha, chuẩn GS là chuẩn của Đức á. Hàng này hàng xuất khẩu được đi châu Âu nha. Hàng Crossman thì chất lượng mình hay nói mọi người là chất lượng nó tốt lắm, xài ok. Khi mình xài người ta bắn ra như này. Đây là cái này là Stapler Gun Tucker. 145.000 cho một sản phẩm chất lượng khá ok. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ tua vít lục giác của Crossman. Cái bộ này thì nó đóng lại rồi, không mở ra coi được ta. Hai này đều bị đóng lại rồi. Nên mình sẽ giới thiệu sơ mọi người. Thì đây là một cái bộ tua vít chuyên để mở điện tử mà nó là kiểu mà chữ T. Nó sẽ có hai đầu, một đầu ngắn và một đầu dài, và cả hai đầu chiều cùng một kích thước. Thì cái mình đang cầm ở đây là cái bộ bông sao. Thì cái bộ này nó có những cái kích thước là T6, T7, T8, T9, T10 và T15. Thì những anh em nào sửa chữa điện tử thì sẽ rất là hay sử dụng những cái đầu này. Nó có tới T15 luôn, rất là nhỏ, T6 luôn, nhỏ cực kỳ. Ở này nó chỉ có một đầu thôi nha, một đầu dài thôi, còn đầu trên là nó sẽ cố định và khi mình dặn nó sẽ xoay vòng vòng để nó tăng cái thời gian chúng ta làm việc nó nhanh hơn. Thì cái này nó phía trên cái chỗ này nó có một cái cục cao su để khi mình vặn nó có lực hơn và nó sẽ nhanh gọn hơn, và cái cao su sẽ bám chắc cái tay mình nó mềm. Thì giá của bộ này là 46934 nè, giá 263.000. Ngoài ra nếu mà chúng ta không có xài con vít lục bông sao, thì nếu mà chúng ta hay gặp vít lục giác thì đây là con vít lục giác lục đến 6 cạnh đó, thì cái bộ này nó cũng bằng giá với bộ kia luôn. Mã số của nó là 46935, giá của nó là 263.000. Cả hai bộ này có tác dụng giống nhau nhưng chỉ khác nhau được thì cái kiểu mở, với kia là đầu T, còn đầu này là đầu Hess, tức là đầu lục giác. Và chúng ta biết lựa chọn chúng ta mua đầu Hess. 46935. Rồi hai sản phẩm cuối cùng của chúng ta, cho anh em nào mà làm cái việc liên quan tới máy móc, đó là cái đầu bơm mở bò. Mã số đó là 70604. Thì cái đầu này nó là cái đầu bơm tay, nó có hai dòng, một cái dòng là dòng bơm bằng hơi, thế nên mình sẽ gắn vô máy hơi, còn cái này là mình bơm tay, thì có hai cái kiểu khác nhau. Thì đây mình mở cho mọi người xem cái đầu bơm bằng tay này, thì
sẽ không cần phải máy hơi, nhưng mà mình sẽ làm không có công nghiệp bằng. Đây, chất lượng của nó rất là đẹp nè, mọi người nhìn nè, cho mọi người nhìn gần gần đi cho nó đẹp nè. Đây đó. Đây là cái đầu bơm của mình. Cái này là bằng tay, tức nghe mình bơm, mỗi lần mình bơm mình phải gặt bằng tay. Đây, nó có cái nút ở phía sau đó. Mình chưa sử dụng cái này bao giờ nên mình cũng không biết nó sử dụng như thế nào nữa, để mình nghiên cứu coi. Đây, mình kéo ra, mình đổ mỡ bò vô rồi mình đẩy vô ha. À, đây đó, vậy nè, kiểu vậy đó. Rồi cái này mình dặn vô đây đó. Nói chung anh em nào mà hay xài này nhìn cái biết liền à. Mình hay lúa ở nhà quê chưa xài nên mình không biết xài thôi ha. À, cái này là cái gì đó, nói chung trong đây sẽ có cái phần hướng dẫn để chúng ta coi ha. À, thì cái bộ này á, thì giá của nó là bao nhiêu ta? 70604. 70604. Có hàng không? Đây mọi người sẽ chuẩn bị thấy giá của nó ha. À, trong khi chờ đợi giá của 70604 thì mình sẽ giới thiệu với con 70504 này. Thì cái con 70504 này nó cũng giống con kia, chỉ khác nhau là nó dùng hơi. Đây. Wow. Khác chưa? Khác nhiều ha. Đó. Hơi bị ngon đó nha. Đó, đây là cái bình để đựng mỡ bò. Ở trên đây là cái cần để mình, chỗ này mình sẽ gắn cái đầu hơi vô ha, và chỗ này là sẽ bơm ra. Thì khi có hơi thì nó áp dụng nguyên tắc cái bình nguyên tắc nhiều quên mất tiêu, hồi xưa đi học lý mà quên. Kiểu là hơi đó, khi hơi nó đẩy lên đây thì cái mỡ bò nó sẽ xì ra ha. Nó đẩy, nó cứ kéo cái mỏ bò thôi nha, áp lực. Cái này thì đây là một cái bình đựng hơi. Thì cái sản phẩm này hôm nay mình đem về mình chưa giới thiệu cái nào hết, nhưng mà người ta đến mua khá là nhiều, tại vì những anh em đến cửa hàng mình coi rồi thấy hay quá mua thôi. Đó, nói chung mình không rành lắm. Đó. Rồi, cái này phải có thời gian ngồi nghiên cứu coi nó cách sử dụng của nó là sao, hoặc là lên mạng coi những cái sử dụng. Thì cái 70504 này, cái này là 70504 đúng không? 70504, giá chỉ có 569.000 thôi. Một cơ cấu mà vừa hơi vừa này nọ mà cứ có 569.000 thấy rất là tốt. Còn cái kia, cái 70604 là nhiêu? 325.000. Wow, tốt quá. Đó, mình đâu có nói xạo người đâu. Đó là mức giá rất là tốt của hàng Crossman. Tất cả những sản phẩm trong ngày hôm nay mình đã review cho mọi người xem rồi ha. Và nếu mọi người muốn đặt hàng thì cứ liên hệ đến Thích Là Mộc, hoặc là mua hàng trên cái website này là mộc.vn. Thì tất cả những cái link của mình hồi nãy giờ mình đã comment bên dưới, thì chúng ta chỉ cần click vô chúng ta xem thôi, cho những ai làm biến tìm thì mình đã làm sẵn cho mọi người luôn rồi. Thì giá những sản phẩm này thì giá sao mọi người vậy? Cái chương trình này mình chưa áp dụng khuyến mãi gì cho Crossman hết, và thật sự giá nó tốt quá rồi cũng không thể áp dụng gì thêm. Và trong chương trình này mình cũng đang chạy những cái chương trình khác nên mình sẽ không áp dụng ở livestream. Và nếu mọi người muốn mua hàng thì có thể đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0236710997. Thời gian làm việc là 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ bảy. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thích hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của mình, hoặc là like trên fanpage của mình để có thể nhận được những tin mới nhất. Đó là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.